thì time value money là giá trị của đồng tiền đúng không? Mình đã nói là trước đó là tiền ở hiện tại thì nó sẽ có giá trị hơn là tiền ở trong tương lai. Yeah. Và trong cái chương này thì mình sẽ học theo cái cách là tìm cái future value, present value và tính hai cái này khi mà có một cái cash flow ở chính giữa. Là mình thí dụ hàng năm mình đầu tư thêm thí dụ 10 triệu vô trong một cái quỹ đầu tư nào đó mà có kỳ vọng lãi suất là khoảng 10% chẳng hạn, thì mình sẽ có thêm cái dòng tiền đầu tư thêm vào, thì mình sẽ tính ra được là cái future value của cái khoản đầu tư của mình là bao nhiêu, và là cái present value của cái khoản đầu tư của mình là bao nhiêu tiền. Đấy chưa? Đó. Cái này là theo công thức thì phải sử dụng cái máy tính financial calculator này nhiều hơn. Đấy. Đấy. Rồi giới thiệu thì là chữ là nói về cái việc là tại sao là tiền ở hiện tại lại có giá trị hơn tiền ở trong tương lai thôi. Đấy. Và có giá trị hơn bao nhiêu, tính theo cái tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu, thì ở trong cái bài này nó sẽ giải đáp, đúng không? Đầu tiên là nói về cái interest rate, là cái phần mà discount về cái dòng tiền. Đấy. Ví dụ như là tôi trả cho bạn 1.000 đô today và anh phải trả lại cho tôi là như là anh được trả là 10.000 đô trong hôm nay. In return receipt. Ủa lộn, nghĩa là tôi bị mất 10.000 đô nhưng mà sau cái 1-2 ngày gì đó thì anh sẽ được nhận lại là 9.500 đô. Thì đương nhiên là cái thuật này quá tào lao, mình không bao giờ làm như vậy đúng không? Nhưng mà nếu mà bạn bạn receipt 9.000 đô và trả 10 đô trong 1 năm sau, thì cái khoản này mình sẽ tính toán xem là có lời hay lỗ, đúng không? Dạ. Và cái khoản này là mình trả thêm 500 trên cái mức mình vay là 5.500. Vậy thì cái lãi suất của mình là 5.26%. Dạ. Dạ. Thì cái lãi suất này trong cái phần định giá thì hồi hôm level 1 của mình, hôm cái môn equity của mình, thì nó là required of return để mà discount cái dòng tiền cổ tức về từ tương lai về tại hiện tại, đúng chưa? Required return, discount rate hoặc là opportunity cost. Đấy, thì cái hiểu về cái interest rate đó là như vậy. Đấy. Discount rate thì có nghĩa là khi mà 10.000 đô ở tương lai, thì nếu mà discount với mức lãi suất là 5.96% về tại hiện tại, thì tại hiện tại cái mức đầu tư của mình sẽ là 9.500, đó gọi là discount rate. Đấy. Và opportunity cost, thì opportunity cost là cái chi phí cơ hội của mình. Trong cái môn corporate finance thì mình sẽ học kỹ hơn nữa nha. Nếu như mà mình không đầu tư thì mình phải mất cái khoản tiền đó bao nhiêu, còn nếu mình đầu tư thì mình sẽ được lợi bao nhiêu phần trăm. Đấy. Dạ. Nếu mà theo cái phương diện là economic thì cái R này nó sẽ có rất là nhiều factor trong đây, gồm có risk free rate, rồi inflation, default risk, liquidity premium, maturity premium. Đấy. Thì cái này là khi mà mình lên level 2, cái phần định giá của môn equity nó sẽ có factor rất là nhiều cái yếu tố trong đây. Đấy. Thì tại sao là mình phải nên discount ở mức R là 15% chẳng hạn, tại sao phải discount cái cổ phiếu này với mức 15% mà định discount cái mức cái cổ phiếu khác chứ cái R lại là chỉ có 12% thôi. Đấy. Thì là cái R nó sẽ thay đổi theo từng cái yếu tố nó ảnh hưởng trong đây. Đấy. Ví dụ có doanh nghiệp mà nó khó bị phá sản hơn thì cái default risk premium của mình là nó sẽ thấp. Được chưa? Nghĩa là ví dụ là mình chỉ cần discount cái risk của mình là 12% thôi, nhưng mà có một doanh nghiệp kia là mình đầu tư vô mình nghĩ rằng nó khả năng phá sản rất là cao, thì mình sẽ discount một cái mức là cao hơn, đó đó khoảng 15%. Đó là những cái factor ảnh hưởng lên cái chỉ số R này. Tự nhiên là này level 2 thôi. Cái này mình chỉ cần biết là có một cái số yếu tố ảnh hưởng lên cái R này. Đấy. Là sao mình có định giá khác nhau.
Đây, được chưa? Rồi, future value of single cash flow để có nghĩa là khi mà mình cầm một cục tiền mình gửi vô ngân hàng, đúng chưa? Dù mình có 100 triệu mình gửi vô ngân hàng trong vòng 10 năm, 20 năm với cái mức lãi suất trung bình khoảng 7% một năm và mình không rút ra đồng nào hết thì là cái khoản đầu tư đó của mình là bao nhiêu tiền, đúng chưa? Trong vòng 20 năm chẳng hạn. Đấy. Thì là single cash flow là chỉ có một cái khoản đầu tư ban đầu thôi. Đấy. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu là principal. Đấy. Principal là the amount of fund originally invest, là cái khoản đầu tư ban đầu của mình. Principal là 100 đô. Được chưa? Trong cái ví dụ này gọi là 100 đô. Đây. Thì khi mà tôi đầu tư 100 đô này với mức lãi suất là 5% thì trong vòng 1 năm tôi sẽ được là 5 đô la. Còn với mức thứ hai là còn nếu mà cái principal này nè tôi tiếp tục cầm đi đầu tư nữa thì tôi lại tiếp tục được 5% nữa là được thêm 5 đô nữa, được chưa? Thì cái việc mà chỉ có nhân cái phần lãi suất của mình nhân 100 này nhân với lại 1 cộng 5%, năm nào cũng vậy thì gọi là single interest. Còn nếu mà compound interest thì mình sẽ lấy luôn cái thằng 5 đô la này đây xuống compound interest ở đây, được chưa? Mình sẽ lấy thêm thằng 5 đô la nữa mình nhân vô 1 cộng 5% cho năm thứ hai, hiểu không? Nghĩa là khi mà compound interest là mình lấy interest trên cái khoản interest của mình. Đấy. Thì công thức là nếu mà mình đầu tư trong vòng 2 năm. Đúng chưa? Thì mình sẽ có là 100 nhân cho 1 cộng 5% mũ 2. Thì nếu mà tính compound interest mình sẽ ra được là 110.25 đô. Bởi vì là mình có thêm cái phần lãi suất từ cái ông interest in compound vô nữa, được chưa? Nếu mà compound, nếu mà tính interest chỉ trên cái principal thôi gọi là single single interest. Đấy. Còn nếu mà compound interest là mình tính lãi suất ở trên cái phần lãi của mình. Rồi. Và công thức của mình là SV SV bằng PV nhân với lại 1 cộng R của N. N là cái số năm mình sẽ đầu tư, được chưa? Rồi, mình làm thử một cái ví dụ như thế này xem. Ví dụ như là you are lucky winner, bạn có 5 triệu, đúng chưa? Ví dụ bạn trúng vé số đi, bạn có 5 triệu đô. After tax là trả hết thuế rồi đó. Tôi sẽ đầu tư vào một cái CD, cái certificate deposit, cái này giống như là gửi tiết kiệm ngân hàng vậy đó. Đấy. Và cái CD này nó hứa với bạn rằng là sẽ trả lãi suất 7% một năm, nghĩa là R là bằng 7%. Annually là trả hàng năm, đúng chưa? Let you reinvest, nghĩa là có thể là dùng cái lãi suất này tái đầu tư, reinvestment. How much will you have at the end of 5 years? Tức nghĩa là mình cầm 5 triệu đô này mình đầu tư với mức lãi suất là 7%. Cho vào 5 năm thì cái khoản đầu tư của mình là bao nhiêu tiền? Đấy. Thì công thức này rất là đơn giản đúng không? Mình chỉ cần lấy 5 triệu nhân cho 1 cộng R mũ 5, 1 cộng 5% mũ 5
Rồi vậy là số bao nhiêu? À, 1,7% chứ. 7% mà. Trong vòng 5 năm đúng không? 1.07 mũ 5. Bao nhiêu? À, 7 triệu mấy đúng không? Và nếu mà có máy tính này là mình chỉ cần bấm là TV. TV là 5 triệu, bỏ vô 5 triệu. Yeah. Bấm vô cái bút TV này. Bấm vô số 0. Payment tức là mình không có đầu tư gì thêm. Bấm vô cái số 5 là cái số N. Cái số 5 mình đầu tư. Và cái mức là 7%, bấm vô số 7, bấm vô cái chỗ y sẹn, y ngắn sẹt y lớn này nè. Rồi mình bấm chữ compute vô cái thằng FV. Ra được 7.012 đô. Đúng chưa? Rồi có ai có máy tính gì vậy? Có nào đi học có máy tính chưa? Rồi 7 người luôn, học online hết vậy. Ăn dữ. Rồi 7 với 2 là 9 người rồi đó. 6 người chứ, nếu mà bạn thì mình là 7 người tính luôn mình là 6 người với 2 là 8 người. Rồi công thức đầu tiên thì rất là đơn giản đúng không, chỉ cần là lấy PV nhân với 1 cộng R mũ N. Bạn không biết là không ai có máy tính này hết thì cũng bó tay, không thể nào mà chỉ trên cái máy tính này được. Đúng chưa? Rồi. Tiếp theo là mình sẽ compound theo cái kiểu là tại vì là không phải là 1 năm trả công tức cho mình lần, nghĩa là mình sẽ lấy được cái phần lợi nhuận đó, dù 7% 1 năm thì là mình lấy được tới cuối năm thì mình đã lấy được cái phần lãi đó. Nhưng mà nếu mà nó gọi là semi annual là 6 tháng mình nhận lãi 1 lần. Được chưa? Hoặc là quarterly là 3 tháng mình lấy lãi 1 lần, nhưng mà lấy lãi theo cái thằng 7% này. Ví dụ semi annual thì là mỗi 6 tháng mình nhận được 3.5%. Còn nếu mà quarterly thì mình lấy 7% mình chia cho 7, mình chia cho 4 thì là mỗi quý mình lấy được 1.75%. Được chưa? Nhưng mà khi mà người ta nói là trả semi annual hay annually hay là quarterly thì nó cũng là nói một cái tỷ lệ phần trăm là theo năm nha. Đúng chưa? Tôi nói là semi annual 7%. Nghĩa là cái interest rate nominal của mình là 7%. Hoặc là quarterly 5%. Thì tôi lấy 5% này tôi chia 4 nha. Chứ đừng có hiểu là sau mỗi quý là tôi nhận được 5% nha. Được chưa? Thì cái lãi suất này nó quoted theo là annual interest, đúng chưa? Nghĩa là nó ghi dây trọng là mình cứ thấy lãi suất là mình nghĩ ngay đó là 1 năm, mà chia lãi theo như thế nào thì mình sẽ chia theo cái phần đó, đúng chưa? Vậy thì cái thằng công thức này như thế nào? FV có nghĩa là future value của cái khoản đầu tư đó. Là lấy PV nhân với lại 1 cộng R. R này là R mà người ta cố tịch, người ta ghi ở trên cái phần khoản đầu tư của mình. R này chia cho M. Đúng rồi. Ví dụ 5% đúng chưa? 5% là chia theo hàng quý. Chia hàng quý là nhiều năm chia 4 là nhiêu? 1.25. 4 quý. Theo 4 quý, được chưa? Thì mình cái này là mình sẽ nói mình là chia 4 và mình tỷ lệ cái mũ lên là 4 nhân cho 5 là 20 kỳ, đúng chưa? Đấy. Rồi ví dụ ha, ví dụ đây một cái CD mà nó trả là 8%,
mà nó compound là monthly, nghĩa là tháng nào nó cũng trả tiền cho mình hết, tháng nào nó cũng trả lãi suất cho mình hết. Được chưa? Nếu mà mình có thể là reinvest này lại, nghĩa là mình lấy cái phần lãi suất này tiếp tục mình đầu tư lại với một cái mức lãi suất là 8% nữa thì sao? Được chưa? Đây. Đó. Rồi. Vậy thì cái khoản đầu tư mình trong vòng 1 năm là mình sẽ tốn khoảng bao nhiêu? Đúng không? Cái tỷ lệ phần trăm là mình tốn bao nhiêu? Thì mình lấy là 1 cộng với lại 8 chia 12 mũ. Mình đầu tư 1 năm thôi mà, mình mũ 12 lên. Thì mình ra là 1.803. Có nghĩa là nếu mà cái lãi suất của tôi ghi trên cái hợp đồng là 8%, nhưng mà tôi được compound monthly và lấy cái lãi suất đó tôi tái đầu tư lại cái mức đầu tư là 8% á, thì thật ra là cái lãi suất mà effective của tôi á, cái lãi suất thực sự của tôi á là 8.3%. Hiểu không? Hiểu cái phần này không? Rồi, ví dụ như là PV của tôi là 1 triệu, lãi suất của tôi là 6%. M là tôi đầu tư là monthly, compound monthly. Thì mình lấy là 6% mình chia 12, đầu tư cho nhau 1 năm. Vậy thì 1 năm sau là tôi sẽ có được 1.061.000. Được chưa? Lấy 1 triệu nhân cho 1 cộng 6% chia 12 mũ 12. Đây. Nếu như là cái thằng này nó trả cho tôi là monthly, thì nếu mà thằng này nó trả annually thì tôi chỉ được là 1.060.000 thôi. Nhưng mà nó bởi vì nó trả cho tôi monthly thì cái khoản đầu tư của tôi là cao hơn. Đúng không? Bởi vì interest nó compound hàng tháng luôn. Đấy. Rồi. Rồi, các thắc mắc gì nữa không? Thầy ơi, cho em xin cái bài học của này đi thầy. Em in ra em viết. Ủa? Chưa có hả? Để share dạ. Nó ra. Tưởng mọi người đi học nên gì không có đưa cái Google Drive. Rồi, chờ xíu. Em cũng định đi học nhưng mà thấy nhiều người học online quá, sợ tới có một mình mà nên thôi. Rồi. Bấm vô Zalo rồi nha, có cái link Google Drive á. Bài số 6 nha. Rồi, được chưa? Vậy thì tới đây là mình sẽ thấy liên quan tới cái vụ frequency of compounding. Nghĩa là nếu mà tôi trả lãi suất monthly thì lãi suất của tôi, cái khoản đầu tư của tôi sẽ cao hơn những cái thằng mà trả quarterly hoặc là semi annual, được chưa? Đấy. Nếu như mà cái khoản đầu tư của tôi là trả liên tục luôn thì sao? Ví dụ như là tôi đầu tư chứng khoán thì chẳng hạn, đúng không? Khi mà tôi cầm một cục như vậy thì đâu phải là tới cuối kỳ là nó trả cho tôi 7% giống như là ngân hàng đâu. Nhưng mà cái khoản đầu tư của tôi thì nó sẽ compound là liên tục tới cái mức là tôi bán cổ phiếu này thôi, thì mới có cái định nghĩa là compound, continuously compounded. Được chưa? Thì công thức của mình nó sẽ là thay vì 1 cộng R, đúng chưa? Thì bây giờ là SV nó sẽ bằng là PV nhân cho E mũ R luôn, nhân cho N là cái số 5, số 5 mình nắm giữ. Được chưa? E là một cái số tự nhiên nào đó, mũ lên, ví dụ mũ 8% nhân với lại cái số mũ này là 8% nhân với lại ví dụ là 2 năm chẳng hạn, 8% nhân 2 là 16%, e mũ lên thì nó ra được là future value
mà continuously compounding. Được chưa? Rồi ví dụ là tôi có 10.000, lãi suất của tôi là 8% compound continuously, đúng chưa? Trong vòng 2 năm. Vậy thì tôi sẽ là 10.000. 10.000 nhân với lại E. E là trong cái máy tính thì không có luôn này. E mũ 8% nhân 2, được chưa? Thì chúng ta được là 11.735. Đúng rồi. Hàng số đúng rồi. E là ý nghĩa của số E là cái gì thầy? Hàng số cái function hàng số tự nhiên á. Ở đó mình học có log Neper không? Cái số E này là ln là cái mà bằng E bằng 2/278 mấy. Đúng rồi nè. Cái hàng số này nè. Đúng rồi, đó là hàng số, ý là muốn hiểu cái ý nghĩa của nó. Trời bó tay. Này nó tính là công thức đó thì sao bây giờ? Áp dụng thôi. Ừ, áp dụng thôi. Còn cái hàng số này á là mình cũng chịu thôi. Đấy. Bởi vì công thức này là công thức toán học. Thì nếu mà ai mà có nhu cầu rảnh rỗi thì có thể là lên thì tại sao lại ra số E. Đấy. Tại sao ra cái số E này. Được chưa? Thầy ơi. Nhưng mà cơ bản là mình đầu tư cho bao lâu, đúng không? Ví dụ là đầu tư chứng khoán, đúng không, nó sẽ có tùy theo năm, đúng chưa? Ví dụ là tôi đầu tư ông A nào đó đi, nhưng mà cổ phiếu của ông A trong những cái năm này nó không có biến đổi luôn, nghĩa là mình không có lời luôn, và là có khi giá của mình nó còn bị lỗ xuống như này nữa. Nhưng mà anh A được thay đổi ban quản trị, thay đổi cổ đông, thay đổi chiến lược gì đó, thì doanh thu lợi nhuận của ông A nó tăng một cách đột biến, đúng chưa? Ví dụ năm đầu tiên là tôi bị lỗ 10% luôn chẳng hạn đi, nhưng mà qua năm thứ hai là nó tăng 100% thì sao, đúng không? Nghĩa là thay vì là mình phải cái error nè, nó chỉ là cái average, là mình kỳ vọng hay kiểu là trung bình đó, kỳ vọng là khoảng bao nhiêu phần trăm thôi, được chưa? Còn nếu mà tính theo từng giai đoạn thì mình sẽ không biết được nó là bao nhiêu. Đấy, ví dụ tự nhiên có nhiều người cái mới đầu tư chứng khoán có 5-6 tháng năm mà thấy lỗ dữ quá cái không đầu tư nữa, rời khỏi thị trường là coi như là khoản nó khoản lỗ thiệt. Nhưng mà nếu người ta tiếp tục kiên trì học hỏi hay gì đó thì có thể là cái khoản đầu tư của họ là có thể đầu tư vào những công ty đúng chẳng hạn, để mà kéo lại về bờ, lợi nhuận cao hơn. Đấy, thì nó còn tùy theo kia nữa. Còn nếu mà anh mà đầu tư quỹ thì chẳng hạn, thì giống như quỹ, những cái quỹ chuyên nghiệp nó sẽ có cái khoản cắt lỗ, chốt lời trong những cái quỹ đó, nó sẽ có những cái gọi là mandate của người ta. Ví dụ lỗ 10% và tôi cắt lỗ, tôi không giữ mã đó nữa, tôi sẽ chuyển sang những cái mã khác trading, nó lợi nhuận cao hơn. Đấy, thì những cái quỹ nó sẽ có cái expected return là khoảng 15% năm chẳng hạn. Đó, expected của người ta. Thì trong cái phần 15% này có thể là một số ông là nó lợi nhuận 50%, một số ông nó lợi nhuận là 3% thôi. Đấy, thì nó trung bình lại nó expected là 15%. Đấy, được chưa? Còn nếu mà mình nói về cái khoản lợi nhuận của mình mà đi đầu tư thì hình thui. Có ví dụ năm đó mình lỗ luôn cái hàng. Đấy, có năm lời năm lỗ. Đấy, nhưng mà thường là mới vào đầu tư thì năm đầu thường lỗ, 3 năm đầu thường lỗ. Ngày nào nói F0 vô là tôi đang có lời 100%, anh đầu tư 3 năm đi, anh có lời thì tôi sẽ đừng rút ra. Đúng không? Bởi vì nó biến động giá rất là lớn, đặc biệt thị trường hóa Việt Nam, biến động giá thì chứng khoán Việt Nam rất là lớn. Cũng như là cái tâm lý của những nhà đầu tư mới bắt đầu vào nó không ổn định. Thấy lỗ là bán, hoặc là thấy lời chút xíu là bán, nhưng mà cái khoản lỗ lại giữ rất là lâu. Đó là behavioral finance đó.
loss adverse là người ta lại ngại lỗ. Lời thí dụ mới có 10% mà tôi bán mất tiêu rồi, nhưng mà tôi lỗ 50%, tôi không bán, thì nó làm cho danh mục của mình đi xuống và không có người cắt lỗ. Thì đó là những cái yếu điểm của những nhà đầu tư mới bắt đầu. Để, thì đầu tư, nếu mình bỏ tiền như mình đầu tư thì mình sẽ có những cái bài học đau đớn đó, thì mình sẽ biết thôi, đúng không? Rồi, tiếp ha. Rồi, thì nãy giờ mình nói là cái về frequency of compounding, đúng chưa? Thì nó sẽ có một cái bảng là nếu mà tôi 8% nè, annually, thì là theo cái effective rate của mình, effective rate là cái lãi suất mà thật của mình đó sẽ là 8%. Và nếu mà tôi là semi annual thì cái lãi suất của thật của tôi sẽ là 8.1%. Đấy. Thì nó cầm compound mà nó càng nhanh càng nhiều thì cái effective, cái lãi suất effective của tôi là càng lớn. Đấy, cái maximum của tôi là 8.3% thôi. Được chưa? Nghĩa là compound liên tục. Không có ngừng nghỉ một cái gì hết, đúng không? Thầy ơi. Nếu mà continuously thì nếu mà compound gọi là liên tục thì nó bao lâu thì nó compound một lần, thầy chưa hiểu cái đó. Nghĩa là sao? Nghĩa là trong một cái khoảng thời gian nào đó luôn. Bởi vì bởi vì mình thấy là thí dụ nó compound một ngày đi, nếu mà lãi suất nó trả hàng ngày luôn đi. Nó cũng chỉ khoảng 8.3%. Còn thí dụ compound continuous là mỗi giây nó cũng compound mà giữa mỗi giây nó cũng compound luôn, nghĩa là cái concept đó là như vậy đó. Là khi mà mình cầm tiền là qua một tích tắc sau là mình đã có lợi nhuận rồi. Nhưng mà nếu mà cái lãi suất của mình nominal của mình bị cắt ở mức là 8% rồi á, thì maximum của mình chắc đâu đó chỉ khoảng 8.3%, thì effective của mình là 8.3% thôi. Cho dù là compound daily hay compound continuously. Hiểu không? Hiểu cái phần đó không? Thôi nhưng mà cái này thì cái này nó tần xét của nó về cái mấy cái lim rồi mấy cái limit á, cái khoảng limit á, làm sao mà khi mà mình nắm một tài sản mình nó tạo ra lợi nhuận liền cho mình thì nó là continuously, hiểu không? Rồi như thì cái này nó chỉ nói tần xét vậy thôi chứ làm sao mình biết nó, ví dụ có thể làm gì có cái tài sản nào mà nó compound liên tục như vậy được, đúng không? Nó chỉ nói là thí dụ là thay vì là cái lãi suất của mình á không phải là đùng một cái nó nhảy lên 7% liền, nhưng mà nó có thể là tích lũy hàng ngày tới cuối năm cái mình có một cái khoản lợi nhuận là bao nhiêu đây, đúng chưa? Thì khi mà nó tính một cái mức gọi là cái tính mà hồi đó họ tính cái tích phân á, tính cái phần diện tích ở trong đây để mà nó ra xem là cầm bao nhiêu phần trăm, nó tính là cắt nhỏ từ phần để nó tính cái phần lãi suất trong đó. Thì đây là concept của toán học thì nó rườm rà phức tạp lắm. Trong cái phần là quantitative thì mình chỉ cần biết là cái lãi suất của mình là bao nhiêu đó, mình compound càng nhiều thì lợi nhuận mình càng cao, được chưa? Hiểu chưa? Cái concept chính của mình cần nắm ở đây là như vậy thôi. Ok chưa? Vâng thầy. Ok. Rồi vậy thì làm sao mình chuyển được, nghĩa là người ta quoted, người ta ghi một cái mức lãi suất là 8% của tôi ở đây, và cái mức lãi suất của tôi compound là semi annually, là compound là trả lãi mỗi 6 tháng, thì cái effective rate của mình là bao nhiêu, cái rate thực sự của mình đầu tư là bao nhiêu phần trăm. Đấy, thì có thể là 1 cộng cho 8% chia 2 mũ 2 trừ 1, đúng chưa? Thì ra là cái effective rate của mình. Đây là công thức này. Dạ. 8.16%. Ông tính thử. 8%. Rồi, cái chữ này là gì? Stated annual interest rate và effective rate. Cái này nè, hai cái bình in đậm nè. Rồi. Stated annual interest rate có nghĩa là một cái interest mà người ta ghi trên cái phần lãi suất của mình. Ví dụ là tôi nói là cái đó là nó ghi theo năm. Cái nó ghi năm. Ví dụ là tôi nói là mỗi năm á cái phần lãi suất của tôi là khoảng 8%. Nhưng mà tôi trả cho anh là semi
Nghĩa là không phải là tối cuối năm tôi mới trả anh 8%, mà là 6 tháng trả anh 4%, 6 tháng nữa tôi trả anh tiếp 4%. Vậy thì nếu mà tính theo cái về mặt là, lợi nhuận của mình đó, cái về mặt tài chính đó, nó sẽ có một cái là effective. Effective là mình phải tính ra, tôi nói với anh là tôi 8% thôi, nhưng mà bởi vì là tôi trả trước anh là cái phần lãi suất là 4% kia rồi, thì cái phần lãi suất 4% được trả trước đó tôi sẽ lấy, tôi đi đầu tư, được chưa? Thì tôi có thêm được một cái phần lợi nhuận nữa. Thì thật ra là người ta nói là 8% trả semi annual, nhưng mà cái thật sự là cái phần trăm mà tôi nhận được á, effective của tôi á sẽ là 8.16%, cao hơn cái mức 8% kia, hiểu không? Rồi, ở đây mọi người hiểu chưa? Thì giống công thức hồi nãy này nè, 1 cộng R chia M. M là cái kỳ mà compound. M nhân với lại N, N là cái phần kỳ chia mình trừ cho 1, được chưa? Nhưng mà cái này là một kỳ thì là N không có, đúng chưa? N không có thì là chỉ cái mũ M thôi. Rồi, cái công thức của effective annual rate là như vậy. Cái lãi suất thực nhận của mình là bao nhiêu phần trăm? Ok chưa? Còn nếu mà compound gọi là continuously luôn á, thì sẽ lấy là E mũ R trừ 1. Rồi, vậy thôi. Được chưa? E mũ R. Thì cái E mũ R này nó bằng là dù 1 cộng 1 cộng cái gì đó, 1 cộng R gì đó, đúng chưa? Nó compound cái annual continuously lên. Đấy. Thay vì phải có 1 cộng R thì nên là mình E mũ lên luôn. Này. Rồi, ok chưa? À, cái chỗ này nó hơi lấn cấn cái chỗ continuously ha. Cái concept này nó khá là mới. Đấy. Còn cái việc là mình được trả hàng quý, nửa tháng, mỗi ngày hay là hàng tháng vậy thì rất là đơn giản, đúng chưa? Rồi. Future value of period cash flow. Rồi, hồi nãy là chỉ có một khoản đầu tư là mình đem đi đầu tư tới cuối kỳ luôn. Nhưng mà cái này là thay vì là mình bỏ một cục tiền vô ban đầu thì mình có thể là tiếp tục đầu tư thêm. Ví dụ mỗi tháng tôi bỏ thêm $1,000 vô nữa, đúng chưa? Thì trong vòng 5 năm cái khoản đầu tư của tôi sẽ là bao nhiêu tiền, đúng chưa? Rồi. Thì trong vòng năm thứ nhất mình bỏ thêm $1,000, từ tới năm thứ năm mình được bao nhiêu tiền. Đấy. Và công thức của nó khá là lằng nhằng, nhưng mà mình chỉ cần nhớ tới là có cái máy tính financial calculator đó. Đây. Còn cái này là công thức của ai dùng Casio hồi đó học đại học hay là gì đó dùng Casio thì mới cần nhớ công thức này thôi. Mình chỉ cần hiểu là mỗi năm tôi bỏ vô $1,000. Đấy, nghĩa là mỗi năm tôi bỏ vô $1,000 thì cái phần $1,000 đó tôi sẽ compound annually lên tới năm thứ năm. Đấy, tới năm thứ hai tôi tiếp tục compound lên, tới năm thứ ba tôi tiếp tục compound lên. Thứ tư tôi tiếp tục compound lên và bỏ thêm cái khoản đầu tư vào. Đây. Thì cuối cùng là tôi có một cái khoản future value, một cái khoản tiền là 5.525. 5.000 chứ, 5.525.63. Đây. Rồi. Ok chưa? Này thì mình có máy tính và bấm cái rẹt nó ra nhanh. Còn thì công thức này mình cũng chả không phải học đâu. Đây nè, công thức này nè. Theo quần này nè, mình chả không phải học đâu. Mình chỉ cần biết là mỗi năm mình bỏ vô $1,000, lãi suất là bao nhiêu đó, là mình có thể tính ra được là cuối kỳ mình sẽ nhận được bao nhiêu tiền. Thầy ơi, à? Em hỏi cái ví dụ năm đầu mình bỏ $1,000 vào, à. Xong rồi vậy thì năm thứ hai mình bỏ thêm $1,000 nữa thì cái $1,000 đó sẽ tính lại từ đầu hay là nó sẽ cộng vào cái đầu để, tiên? Cái này là ví dụ là 5 năm đúng không? 5 năm đúng không? Nhưng mà trong đây nó có 4 năm nữa không? Thì nó sẽ cộng bao là 4 năm, cái thằng $1,000 ban đầu rồi đúng không? Ừ. Nó cộng bao 4 năm thì nó mũ 4 lên,
1 cộng 5% mũ 4 lên. Tiếp tục thằng thứ hai mình bỏ thêm 1.000 đô vô nữa thì nó có là 3 năm. Thì nó sẽ cầm bao là 1 cộng 5% mũ 3. Và thằng thứ ba là nó còn lại 2 năm để mà đầu tư. Thì nó sẽ cầm bao mũ 2. Ở thằng thứ tư thì nó sẽ cầm bao là còn 1 năm để thì nó cầm bao một năm lên. Và tiếp tục là tới năm cuối cùng. Cái cuối kỳ năm cuối cùng thì mình bỏ vô 1.000 đô nữa là nó không có đầu tư gì hết. Đúng chưa? Thì tổng là cái khoản đầu tư của mình phải bỏ ra là 5.000 đô. Đúng chưa? 5 năm. 5 năm mỗi năm mình bỏ vô 1.000 đô. Cái khoản đầu tư của mình bỏ ra là 5.000 đô. Và cuối kỳ là mình nhận được một cái khoản là 5.525. Và mình lợi nhuận được là trong cái khoản đó mình lợi được 1%. Đúng không? Rồi. Ok chưa? Thì cái khoản tiền đầu tư vô này mình sẽ cầm bao lên, cầm bao theo cái năm của nó. Được, được luôn. Ví dụ năm thứ hai là 2.000 đô, năm thứ ba là 9.000 đô, năm thứ tư là 10.000 đô thì cũng sẽ có, trong máy này nó cũng sẽ có cái dòng cash flow theo từng năm luôn. Thì đương nhiên là phải có máy tính thì mình mới chỉ được chứ giờ thì nó khó quá. Cái này là những cái dòng tiền đều. Được chưa? Thì khi mà mình học môn corporate finance thì sẽ có những cái dòng tiền nó không đều. Đã. Có năm lời, có năm lỗ thì dòng tiền không đều. Nhưng mà cơ bản là cái máy tính BA Plus Financial Calculator này nó đều có để mà bấm được hết. Được chưa? Rồi. À, mình làm thử một bài xem. Đấy. Ví dụ như là có một cái retirement plan mà mỗi năm tôi sẽ được đầu tư vào là 20.000 đô trong vòng là 30 năm. Và cái historically là theo cái lịch sử á, là tôi thấy là tôi sẽ earn được là 9% average. Được chưa? Nghĩa là khi tôi đầu tư vào cái quỹ này thì tôi kỳ vọng là khoảng là lợi nhuận được khoảng 9% một năm. How much money will you have available for retirement after making the last payment? Đấy. Thì là tới trong vòng là 30 năm. 30 năm sau á là tôi sẽ có bao nhiêu tiền. Đấy. Rồi cái này là không thuộc công thức, là bấm máy tính cũng bó tay luôn. Nhưng mà nhưng mà mình có cái máy tính rồi thì mình không cần phải học công thức nữa. Ai có máy tính không vậy? Căng quá. Để mình coi thử coi nó có share cho mình cái kia không. Em đặt rồi mà nó chưa có gửi về thầy ơi. Em vậy. Căng gì, căng gì? Đợi Elias. Ở Elias chưa gửi luôn hả? Vâng. Ê da. Rồi, để mình xem lên điện thoại có cái app nè, BA Plus này đúng không? Tôi nói là trong vòng là 30 năm đúng chưa? Trong vòng là nhiêu đâu đó? 30 năm thì là N của mình là 30. N 30. Lãi suất là 9%. Bấm vào cái số 9 nè. Interest rate là 9%. Present value của mình là không có đồng nào hết. Nhưng mà mình sẽ bỏ vô là 20 đô. À, 20.000 đô mỗi năm. Mà khi mình bỏ vô nghĩa là cái dòng tiền của mình là bị âm, mình mất đi. Là âm 20.000. Cho cái payment là mỗi năm mình trả 20.000 đô. Thì là tới cuối kỳ là mình sẽ được bao nhiêu tiền, mình sẽ bấm cái chữ CBT ở trên cái nút vàng này nè. CBT. Future value của mình sẽ được là 2.726.
150 nha. Nghĩa là nếu mà tôi tiếp tục đầu tư trong vòng 30 năm mà mỗi năm tôi bỏ vô 20.000 đô thì tới lúc mà tôi nghỉ hưu á, tôi sẽ được là 30 triệu à, được 2 triệu đô chứ. Tôi được 2 triệu đô đúng không? Rồi các ai tính là được chưa? Ai có máy tính thì sẽ tính là được cái số này ha. Rồi. Ok. Tiếp theo. Dạ học môn toán mà học không ai có máy tính hết chết chết quá. Rồi tiếp tục ha. Đáp án là được 2.726.150 đô. Rồi. Rồi tiếp theo nữa là unequal cash flow, nghĩa là dòng tiền mỗi năm của tôi là không có đều nhau. Ví dụ năm đầu tiên tôi được là 1.000 đô, năm thứ hai là tôi đầu tư vô 2.000 đô, năm thứ ba là 4.000 đô, năm thứ tư là 5.000 đô, năm thứ năm là 6.000 đô. Vậy thì tới cuối cùng là tới năm thứ năm của tôi là future value của tôi là bao nhiêu? Yeah. Rồi. Thì là nếu mà cộng cái phần gọi là compound lên á. Năm đầu tiên thì tôi compound 4 năm. Năm thứ hai là tôi compound 3 năm, năm thứ ba tôi compound 2 năm, năm thứ tư tôi compound 1 năm. Tới năm thứ năm là tôi không có compound lên. Cộng lại hết thì sẽ là được 19.190 đô. Thì cái phần concept về compound này mọi người đã thấy ok hết chưa? Rồi khi có máy tính là mình sẽ bấm được thôi. Ý là khi mà mình có được cái PA2 Plus này thì mình sẽ bấm được cái phần là future value là bao nhiêu, present value là bao nhiêu. Và nếu không có thì mình đang thử cáp gì mình bấm là được không? Rồi, vậy là hết cái phần là future value, tới cái phần là present value. Có nghĩa là mình có thể là hiểu là khi một cái khoản tiền của mình là 1.000 đô trong một năm sau, thì ở hiện tại cái khoản tiền đó là bao nhiêu tiền với cái mức chiết khấu là 5%. Đây, thì cái ý nghĩa của phần là present value là cái gì? Giá trị hiện tại. Rồi. Thì hồi nãy cái future value là bằng future value bằng present value nhân cho 1 cộng R mũ N đúng chưa? Thì suy ra cái present value là bằng FV chia cho 1 cộng R mũ N. Yeah. Mình chia nó xuống thôi, đúng không? Rồi, ví dụ như là một cái công ty mà insurance hứa là sẽ trả là 1.000 đô, 100.000 đô trong vòng 6 năm. Với cái mức lãi suất là, tôi biết là cái mức lãi suất đầu tư là khoảng, với số chiết khấu là khoảng 8% một năm. Vậy thì cái sự promise này nè, cái sự hứa này của cái công ty này nè, thì giá trị hiện tại của nó là bao nhiêu? Đúng chưa? PV thì sẽ bằng là FV chia cho 1 cộng R mũ N. Đúng chưa? Thì sẽ bằng là 100.000 chia cho 1 cộng 8% mũ 6. Thì cái giá trị hiện tại của cái 100.000 trong tương lai nè là khoảng là 63.016. Được chưa? Rồi. Thì mình sẽ discount với một cái mức lãi suất chiết khấu là bao nhiêu đó phần trăm. Đấy, ok chưa? Rồi. Cái bài toán lúc ban đầu là mình có nói là ví dụ bây giờ năm đầu tiên anh nhận được 100 triệu. Năm thứ nhất anh cũng nhận được là năm sau á, sau một năm anh cũng nhận được 100 triệu.
Vậy thì là một, anh lấy một trong hai đây. Một là bây giờ anh nhận được 100 triệu, hoặc là năm sau anh nhận được 100 triệu. Thì đương nhiên nếu là một người bình thường thì luôn luôn là sẽ nhận 100 triệu bây giờ, đúng chưa? Đúng chưa? Với cái lãi suất mà bây giờ mình nói là với cái lãi suất gửi ngân hàng của mình bây giờ là khoảng 5% thì chẳng hạn. Đấy, thì mình sẽ discount cái phần 100 triệu cho tương lai nè về lại quá khứ một năm sau, thì cái giá trị này nó khoảng là bao nhiêu, bao nhiêu tiền, đúng không? Mình lấy 100 mình chia cho 1.05, 1 cộng R là 5% thì nó khoảng là 95 triệu. Đấy, nếu mà mình so sánh được tại năm đầu tiên thì mình thấy là thằng này lớn hơn, mình đi rồi sẽ chọn 100 triệu rồi, mình không có phải đắn đo suy nghĩ gì nữa, đúng không? Rồi. Rồi, tiếp theo là có một cái ví dụ là ví dụ như anh suppose liquid financial asset that will pay you 100.000 đô trong 10 năm. Nghĩa là anh sẽ được trả 100.000 đô trong 10 năm tới. Rồi. Và con gái của anh là attend to the college 4 years from today. Nghĩa là tại thời điểm này nè, trong vòng 10 năm nữa anh sẽ được trả là 100.000 đô. Nhưng mà con gái của anh là phải đi học trong vòng 4 năm nữa. Thì nếu mà given này 8% discount rate, thì what will the asset worth 4 years from today? Nghĩa là nó kêu là tính cái phần là tại năm thứ tư rồi nè, cái tài sản của anh là đáng giá bao nhiêu, đúng chưa? Nếu mà trong 10 năm sau là anh được 100.000 đô, thì tôi sẽ discount với cái mức là 8% một năm trong vòng bao nhiêu năm? Trong vòng 6 năm, đúng không? Cái câu hỏi là cái tài sản của anh đáng giá bao nhiêu trong 4 năm nữa? Thì bây giờ là 10 năm nữa là mình được nhận cục này. Mình định giá tại cái mức là 4 năm nữa thì mình sẽ discount cái tài sản này về cái mức 6 năm. 6 years, đúng không? Và mức lãi suất của mình là 8%. Nào. Vậy thì mình nhìn vô cái đề câu hỏi là mình sẽ biết được là mình nên discount với cái năm nào, mức lãi suất thì làm sao, đúng chưa? Rồi. Rồi, tiếp theo là một cái Canadian Pension Fund, là một cái quỹ hưu trí sẽ trả cho anh một cái khoản là 5 triệu đô trong vòng 10 năm. Và tôi biết rằng cái phần lãi suất của tôi á sẽ là khoảng là 6% mà compound là monthly. Được chưa? Thì tôi biết là how much she invest today in the DIC. Yeah. Rồi. Ý cái bà này là cái bà này nè, bà muốn là sẽ có 5 triệu đô la trong 10 năm nữa. Và bà này sẽ đầu tư hàng tháng và cái mức lãi suất là quoted nha, là 6%. Thì tại cái thời điểm hiện tại thì bà ấy phải đầu tư cái khoản tiền là bao nhiêu? Yeah. Vậy thì cái PV của mình vẫn sẽ là 5 triệu. Đúng chưa? Compound là monthly, là mình sẽ lấy là 1 cộng 6% chia cho 12, bởi vì là compound monthly, và lấy 12 nhân với lại nhiêu năm? 10 năm. Là compound 120 kỳ. Đúng chưa? Rồi. Và ra cái đáp án
là khoảng đảo chia 12 phải là tôi phải đầu tư khoảng 2 triệu bảy trăm bốn mươi tám nghìn một trăm sáu mươi ba đấy, nghĩa là ngay tại thời điểm hiện tại tôi cần phải đầu tư khoảng 2.748.163 đô la vào cái quỹ pension fund này với cái mức lãi suất kỳ vọng là 6% một năm và compound là monthly. Cái phần bài toán của quantitative chủ yếu là cái phần compound là monthly, annually hoặc là quarterly thôi. Nó hay bị mình hay bị lừa lắm, hay bị lừa cái chỗ này. Đấy. Rồi, chơi ha. Tiếp. Rồi. Vậy thì nếu như mà mình cái discount về một cái phần là theory of cash flow. Chiết khấu về rất là nhiều cái dòng tiền. Cái này là môn qua môn equity mà nó học rồi đúng không? Cái phần dividend đó. Nhớ không? Cái phần dividend không? Ví dụ mỗi năm là tôi được nhận dividend khác nhau đúng chưa? D1 nè, D2 nè, D3 nè, đúng chưa? D4 nè. Thì cái dòng tiền này của tôi sẽ discount về tại hiện tại là bao nhiêu phần trăm. Đấy. Thì cái concept cash flow này cũng là vậy thôi. Đấy. Phần EBT là phải tìm ra cái present value này. Đó chính là cái estimated intrinsic value, cái giá trị nội tại của doanh nghiệp. Khi mà tính theo cái dòng tiền là dividend discount model. Đấy. Thì nó dựa vô là những cái dòng tiền trong tương lai dự đoán sẽ là bao nhiêu tiền mình discount về quá khứ. Đấy. Rồi, ví dụ như là tôi đang considering mua một cái financial asset mà nó hứa với tôi rằng là mỗi năm là tôi sẽ được là trả 1.000 đô trong vòng 5 năm. Cái mức required return của tôi là 12%. Thì how much will you pay for this asset? Đúng chưa? Mình sẽ tính là discount ra 1.000 đô. Mày 3 4 5 chưa? Discount về 50. Rồi, cộng hai thằng này lại. Đã được là present value với mức lãi suất là 12%. Nếu như mà mình có cái máy tính thì mình có thể là bấm theo cái công thức ha. Đúng không? Rồi. Sharing. Nào. Thì tôi nói là mỗi mỗi năm á tôi nhận được 1.000 đô, đúng chưa? Thì nó sẽ vô cái phần là BTM này của tôi. Cuối năm là không cuối kỳ là tôi không có nhận được đồng nào hết, đúng chưa? Và cái phần lãi suất kỳ vọng của tôi là 12%, 12% bấm vô cái phần y này. Đấy. Trong vòng 5 năm. Gì vậy? 12 y. Trong vòng 5 năm thì mình bấm số 5 và cái này là n, đúng chưa? Bấm vô chữ n là 5 năm. Vậy thì cái present value của tôi là bao nhiêu? Là khoảng 3.600.
Nghĩa là tôi phải đầu tư vô là 3.600 đô để mà sở hữu được một cái tài sản là trả cho tôi mỗi năm 1.000 đô với mức lãi suất kỳ vọng là khoảng 12%. Rồi cái này có máy tính thì mình lắm thôi ha, chứ không có máy tính thì chịu. Được chưa? Present value của một cái theory of equal cash flow, đúng chưa? Thì thường thường là mình thấy sẽ có hai cái trường hợp là cái dòng tiền nó sẽ được trả vào cuối năm hay là dòng tiền được trả vào đầu năm, được chưa? Đấy, thường thường là dòng tiền là được trả vào cuối năm thì nó gọi là ordinary annuity. Thường thường nó vậy thôi, dòng tiền được trả vào cuối năm thì gọi là ordinary annuity. Còn nếu mà dòng tiền được trả vào đầu năm thì nó gọi là annuity due. Due nè. Rồi. Thì có nghĩa là tại thời điểm đầu tiên, nếu mà annuity due thì tại thời điểm đầu tiên là tôi sẽ được nhập 100 đô. Đấy. Kiểu vậy. Đấy nha. Dòng tiền được trả vào đầu tiên thì gọi là annuity due. Còn dòng tiền được trả vào cuối năm thì gọi là ordinary annuity. Thì thường thường người ta hay lấy cái ordinary annuity này. Yeah. Nhưng mà hai cái thằng present value này nó sẽ khác nhau như thế nào? Ví dụ là tôi nói là tôi trả ordinary đi 100 đô trong vòng 3 năm. Trong vòng 3 năm. Lãi suất là 10%. Đúng chưa? Thì cái present value của thằng này nó sẽ là 100 khoảng là 248 là nói về ordinary annuity là trả vào cuối năm. Nhưng mà tôi nói là tôi trả vào đầu năm là sử dụng cái annuity due này thì cái present value này nó sẽ bằng là cái thằng ordinary này nó chia cho 1 cộng R. Là bằng 2.25. 225. Thì cái mối quan hệ giữa ordinary và annuity due này thì nó là như vậy. Đây. Nếu như nó nói là ủa khoan. Hình như sai cái tờ chứ nha. Đây. Nó nói nếu mà ordinary là nó trả vậy, nhưng mà cái thằng annuity nó sẽ bằng là nhân cho 1 R với 248 nhân cho 1 cộng R, bởi vì dòng tiền này nó được trả trước ở đây, đúng không? Nghĩa là thay vì 3 năm, được chưa? Thay vì trong vòng 3 năm thì tôi trả vào cuối năm, nhưng mà tôi được trả vào đầu năm thì cái thằng interest rate của tôi này nó sẽ được cầm đi đầu tư, đúng không? Thì cái thằng là annuity này nó thường thường cái giá trị present value của nó sẽ cao hơn cái thằng là ordinary annuity. Rồi. Có một cái ví dụ như là anh trúng số đi. Nghĩa là anh trúng số hay anh được một cái retirement benefit như vậy đi. Thay vì là anh được trả lump sum là anh được trả ngay là 2 triệu đô hoặc là một cái khoản là tôi sẽ trả cho anh là
mỗi đầu năm tôi được anh được nhận là 200.000 đô la trong vòng 20 năm, trong 20 năm. Và cái mức lãi suất của tôi là khoảng 7% một năm. Trả đầu năm thì nó gọi là annuity due, đúng không? Vậy thì là cái việc là mình nên nhận 200 ngàn hàng năm này hay là mình nên nhận 2 triệu đô này, 2 triệu đô một lượt luôn. Thì cái này mình sẽ tính là mình discount cái khoản dòng tiền 200 ngàn đô này trong vòng bao nhiêu năm. Và cái khoản bên mình này được là trả cho mình 20 năm đúng không? Thì có một cách có thể là như vậy nè. Đó là bây giờ là tôi nhận được 200 ngàn rồi. Và 19 năm nữa. Nghĩa là trong vòng là năm 1 là cũng được trả 200 ngàn. Tới năm 19 tôi lại tiếp tục nhận được 200 ngàn. Dạ. Yeah. Thì thay vì là mình tính phức tạp thì cái vụ annuity due hay là ordinary đu, đúng không? Ordinary annuity hay là annuity đu thì mình chỉ cần là discount cái dòng tiền 200 ngàn này về trong vòng 19 năm mình cộng với lại cái thằng 200 ngàn này nữa thì nó ra được cái present value của mình. Hiểu không? Thì mình discount dòng tiền trong vòng 19 năm 200 ngàn 19 năm mức lãi suất là khoảng 7%. Thì cái present value của nó là PV của nó là khoảng là 2.087 đô la. Giờ cộng thêm 200.000 vô nữa là khoảng là 2.287. Đấy. Vậy thì nếu mà cái kế hoạch của mình á là được nhận 200.000 mỗi năm trong vòng 20 năm thì nó sẽ có lợi hơn là cái việc là nhận 2 triệu đô la ngay bây giờ. Đấy, nếu mà tính present value ra. Ok chưa? Rồi, tiếp theo một ví dụ tiếp theo nữa là retirement. Một cái pension fund dự đoán rằng là sẽ phải trả là 1 triệu đô la mỗi năm trong vòng 10 năm nữa. Thì họ nghĩ rằng là expect là cái khoản tiền trả nè trong vòng là 39 năm trả 39 lần. Ủa lộn, đúng không? Cái tên là 39 nhưng mà mình phải trả khoảng 30 cái tay mình. Thì người ta hỏi rằng nếu mà cái mức lãi suất kỳ vọng là 5% thì cái quỹ pension fund này nên đầu tư với một giá trị là bao nhiêu? Yeah. Đầu tiên là cái tên mình là ở mức là 39, đúng chưa? Có nghĩa là người ta sẽ trả cái khoản tiền cho mình trong vòng là 30 năm. Thì mình sẽ discount toàn bộ những cái dòng tiền trong 30 năm này về. Thì khi mình discount ở 30
30 dòng tiền trong tương lai nè, về tại hiện tại thì nó sẽ là năm thứ 9. Nó sẽ là present value ở năm thứ 9. Và họ sẽ không phải trả bất kỳ một đồng nào trong vòng 9 năm này, đúng không? Thì mình sẽ tiếp tục discount cái khoản present value này về năm 0. Cái này không phải present nữa mà là nó future. No. Tại năm thứ 9 mình discount cái khoản, cái khoản future value ở năm thứ 9 này nè, về tại năm 0 bằng cái công thức là chia cho 1 cộng R mũ 9. Rồi. Rồi tới đây có Kai đang bị lục bụng chưa? Lục bụng thầy ơi. Lục bụng rồi hả? Thì nói lại cái này giùm em. Thì cái này là mình phải hiểu cái cơ bản của dòng tiền là discount làm sao. Được chưa? Người ta nói là sẽ trả 1 triệu, 1 triệu đô la hàng năm trong vòng 30 năm. Thì cái T của mình đây nè, cái T của mình là expect là khoảng 39, đúng chưa? Thì khi mà mình discount hết toàn bộ những cái dòng tiền 1 triệu đô này nè trong vòng 30 năm này về á, thì cái giá trị mà mình nhận được nó sẽ là cái giá trị ở năm thứ 9. Hiểu chưa? Cái khúc này là mình hiểu chưa? Chưa hiểu. Dạ hả? Dạ. Căng vậy? Cái này mà đi học online thì khá là căng thẳng nha, đúng không? Đây, đây là dòng tiền của 30 năm. Dòng tiền của 30 năm. Đấy, ví dụ mình discount gì hết. Discount cái 1 triệu đô. Ví dụ đây là năm thứ 0 đi. Đấy. Tôi nói là trong vòng 30 năm nữa tôi phải trả 1 triệu đô hàng năm. Thì cái giá trị hiện tại của tôi bây giờ là bao nhiêu? Thì mình phải discount hết toàn bộ những cái dòng tiền 1 triệu, 1 triệu, 1 triệu trong vòng 30 năm về lại hiện tại, đúng không? Ờ, tới khúc này hiểu không? Hiểu này. Ok, thế là mình đang đứng ở vị thế là năm 0, đúng không? Nghĩa là tôi nói là trong vòng 30 năm nữa tôi phải trả anh, là mỗi năm tôi phải trả 1 triệu đô la. Rồi. Thì là tại năm 0 thì cái giá trị khoản đầu tư đó là bao nhiêu tiền đó. Rồi. Nhưng mà nếu mà nhìn trên cái bài toán tổng thể này á, cái năm đó không phải là năm 0, mà cái năm đó là cái năm thứ 9. Hiểu không? Năm thứ 9. Đúng chưa? Bởi vì nó nói là trong vòng 10 năm cái quỹ pension fund này nó không phải trả một cái đồng xu nào hết á. Và sau 10 năm thì nó phải trả 1 triệu đô mỗi năm. Hiểu không? Hiểu rồi. Rồi. Vậy thì cái giá trị này nè, F0 này nè, giá trị present value 0 này nè. Đấy. Thực ra cái giá trị này á là cái giá trị của năm thứ 9 chứ không phải năm thứ 10. Giờ, bởi vì là năm thứ 10 là mình là sau một năm này, mình thấy không? Một năm thứ 9 này xong rồi tới năm thứ 10 là mình phải trả 1 đô la rồi. Rồi mình phải trả 1 triệu đô rồi. Năm 11 trả tiếp 1 triệu đô, năm 12 trả tiếp được 1 triệu đô, tới năm thứ 39 phải trả tiếp 1 triệu đô nữa. Được chưa? Nghĩa là cái khoản này là 30 năm. Đấy. Thì mình discount gì hết thì cái giá trị của nó là nằm tại năm thứ 9. Vậy thì bây giờ nó đang là present value. Nhưng mà mình nhìn về dòng tiền thì đây là future value của năm hiện tại. Năm 0. Đấy, cái là present value của discount tất cả dòng tiền này về, đúng chưa? Thì thằng này nó sẽ là future value của năm 0. Hiểu không? Hiểu rồi. Rồi, nếu mà mình đã có future value của năm thứ 9, được chưa? Và mình có một cái R là 5%,
thì mình có thể tính được present value tại năm 0 chưa? Rồi. Đó, tính present value tại năm 0 là bằng future value của năm thứ 9 chia cho 1 cộng R mũ 9. Đúng chưa? Discount nó 9 năm về. Là mình ra được cái gọi là cái giá trị present value của cái quỹ này phải đầu tư là bao nhiêu đó. Rồi. Cơ bản là mình phải hiểu cái đường đi của dòng tiền trước cái đã ha. Còn sau này mình có máy tính thì mình sẽ bấm theo cái hướng đó hơn. Dạ. Dạ. Rồi, ai không hiểu thì có thể về coi lại video này. Rồi, ok. Tiếp ha. Rồi, nếu mà một cái tài sản mà nó tạo ra dòng tiền liên tục luôn, nghĩa là luôn luôn có dòng tiền cho tới vô cực, gọi là perpetual annuity, thì cái công thức present value nó sẽ là A chia cho R, dòng tiền chia cho R, đúng chưa? Ví dụ như là một cái British government security, thì cái bond này nó trả, nó hứa với tôi rằng là nó sẽ trả cho tôi là cash flow infinitely and indefinitely, là trả tới vô cực luôn, khi nào mà anh chết thôi. Đấy. Mỗi năm anh sẽ nhận được 100 đô và cái recovery of return của tôi là 5%. Vậy tôi sẽ tính được cái giá trị present value này là bao nhiêu, mình lấy 100 mình chia cho 5%. Yeah. Hai ngàn. Đấy, công thức này giống như công thức của preferred stock vậy đó. Cái công thức preferred stock không? Preferred stock á. Nó kêu là preferred stock là mỗi năm tôi trả được cho anh ít ít dividend gì đó, thì mình lấy là dividend mình chia cho R là mình ra được cái giá fair value của preferred stock. Dạ, yeah, ok chưa? Yeah. À, cái này thì mình biết thường thường là cái phiếu. À, cái phiếu thì nó trả lại suất thấp. Yeah. Cái phiếu chính phủ. Nó trả 100 năm, 20 năm gì đó, 200 năm gì đó. Đó, có mấy cái phiếu ở bên bên Nhật, bên Anh. Mấy cái phiếu đó. Nhưng mà Infinite Series of Equal Cash Flow thì là mình chưa biết sản phẩm nào hết. Nhưng mà bởi vì tại sao cái này là Infinite? Bởi vì cái R, cái T này nó kéo tới vô cùng. Đấy, thì nó liêm liếc gì đó thì nó ra được công thức là A chia cho R. Đây. Công thức này khá là đơn giản đúng không? Rồi, tiếp này 27 nữa. Rồi, tiếp tục là nếu mà unequal cash flow thì mình sẽ là discount cái dòng tiền về. Ví dụ năm nay là 5 năm đúng chưa? Năm nay là 1.000, nay 2.000, đây, chúng ta 3.000 gì đó. Thì mình cứ lấy là discount về 1 năm. Thì mình lấy 100, à 1.000 mà chia cho 1 cộng R. Còn nếu mà ở năm thứ 2 thì mình lấy 2.000 discount cho 1 cộng R mũ 2, đúng chưa? Thì cái việc chia cho 1 cộng R này nó gọi là mũ âm, âm 1, âm 2, âm 3 gì đó. Rồi. Thì mình sẽ cộng hết lại tất cả những cái dòng tiền discount này, mình ra được là present value của nó là 15.000. Dạ. Ok, cái này nó đơn giản, nó chỉ vậy thôi nè. À, dạ. Yeah. Thì mình hiểu cái đường đi của cái việc discount dòng tiền này. Sau này có máy tính thì mình chỉ cần là bấm là ra đáp số. Dạ. Yeah. À, mọi người đã hiểu cái phần discount cái dòng tiền này hết chưa?
discount rồi future value và present value. Ok dạ. Các bạn thắc mắc gì nữa không? Bài đầu tiên là nó chỉ có vậy thôi á. Đang ngẫm này. Hả? Đang ngẫm. Đang thẩm thấu mà. Căng dữ. Rồi. Thì sao bên mình nhập cái máy tính về lâu dữ vậy ta? Máy tính này nó quan trọng lắm đó nha. Rồi. Là một số cái phần detail của nó. Ví dụ như là tìm cái roll rate của cái ông nội này. Đấy. Hyundai Steel là công ty hàng đầu về cái steel maker, thành lập 1953. Đấy, cái thờ quần bên ngoài thì mình không còn quan tâm. Năm 2012 thì là cái sale của nó là từ 14.000 nó lên là 19.000 ở năm 2017. Còn cái lợi nhuận của nó là giảm từ 796 tỷ xuống còn có 727 tỷ thôi. Vậy thì mình tính cái annual growth của nó là như thế nào? Đấy. Annual growth thì trong vòng là 17 tới 12 là trong vòng 5 năm, đúng chưa? Thì cái growth rate gọi là cái average growth rate thì nó sẽ bằng là theo đi đúng không? 19.166 chia cho 14.146 đấy. Thì mình thấy là cái năm 2017 mình chia cho cái năm 2012 mình căng bậc trong mấy? Trong vòng mấy năm? 5 năm 12 11 12 13 14 15 16 17 5 năm để cả 1 năm. Ở đó. 1 năm. Cả 1 năm thì đó là mũ 1/5. Được chưa? Cái máy tính này nó sẽ không có là cả 1 năm, nó chỉ có là mũ thôi. Thì cả 1 năm thì ý nghĩa là mũ 1/5. Được chưa? Ha. Thì mỗi năm ấy nè, ví dụ là R1 đúng chưa? R1. Thì ví dụ là năm 0 đi. Năm 0 là năm thứ nhất là lãi suất là R1. Thì cái value của mình đúng chưa? Value của mình là V1 sẽ bằng là V0 nhân cho 1 cộng R1. Được chưa? Rồi, tương đương là V2 thì sẽ bằng là V1 V1 nhân cho 1 cộng R2. Yeah. Nhưng mà nhìn như vậy thì mình sẽ không thấy được. Đấy. Cái giá trị của nó sẽ như thế này nè. Cái growth rate của nó sẽ là như thế này. Growth rate của nó sẽ là V1 chia cho V0. Nếu mà 1 cộng G đúng chưa? 1 cộng G1. Đúng chưa? Rồi nếu mà 1 cộng G2 thì nó sẽ bằng là V2 chia cho V1. Đấy. Nếu mình dân hết trong vòng 5 năm, 1 cộng G1 nhân cho 1 cộng G2 nhân 1 cộng G3 nhân 1 cộng G4 nhân 1 cộng G5, đúng chưa? Thì nếu mình theo công thức này á thì cái thằng ở trên này nó sẽ triệt tiêu thằng ở dưới. Được chưa?
Nếu mà nhân hai thằng này vô, hai thằng 1 cộng g1 nhân 1 cộng g2 thì là thằng g, thằng v1 sẽ biến mất. Nhân tiếp 1 cộng g3 thì thằng v2 nó sẽ biến mất. Nhân tiếp thằng g4 tới thằng g5 á. Vậy thì công thức này nó sẽ là mấy này nhân lại nhau. Nó sẽ ra là v5 chia cho v0. Được chưa? Rồi. Vậy thì cái tính cái lãi suất trung bình là sao? Trung bình nhân. Trung bình nhân. Hiểu không? Bởi vì cái này là lãi suất trong vòng 5 năm. Thì nó khác nhau, cái g có thể là khác nhau. Nhưng mình biết cái trung bình của nó là bao nhiêu? Bình căn bậc 5. À, mũ 1 phần 5 đúng chưa? Trừ cho 1 thì sẽ ra được pro rate trung bình của mấy cái đó đúng chưa? Thì sẽ bằng là năm 2017 chia 2012 trừ cho 1 sẽ ra được pro rate trung bình về sale, và tương tự là sẽ ra được pro rate trung bình về net profit là cái lợi nhuận của mình. Dạ, được chưa? Đây là qua công thức là về tính roll rate rồi, rất là easy đúng không? Dạ. Rồi mọi người tính ra được cái này chưa? Mười chín một sáu sáu chia cho một bốn sáu chấm bốn mũ một phần năm thì cái sale của nó sẽ là growth trung bình của nó là khoảng 6.26%. Thì cái sale của nó trong vòng 5 năm là growth trung bình hàng năm khoảng 6.26%. Nhưng mà tôi không biết là mỗi năm anh sẽ tăng trưởng cao hơn hay anh tăng trưởng thấp hơn. Tôi chỉ biết cái trung bình của anh vậy thôi. Rồi. Thì cái qua cái phần tính trung bình này nó sẽ qua cái phần là mean, tính cái phần mean, geographic mean hoặc là asymmetric mean, là trung bình cộng hay trung bình nhân hoặc là harmonic. Chuyện này là qua bài tiếp theo. Đấy, giới thiệu ban đầu cũng vậy thôi. Rồi. Mấy cái này là mình có cái ví dụ đây nè. Thì giờ nhà mình đọc thử cái curriculum. Nó sẽ có bài giải trong đó. Được chưa? Rồi. Rồi tiếp theo nữa là nó sẽ là tìm bài tập, tìm một cái vấn đề nữa là nếu mà tôi là có 10 triệu đô la đi thì tôi nghĩ rằng là trong bao lâu tôi sẽ double được cái khoản đầu tư của tôi, nghĩa là tôi sẽ nhân 2 được cái khoản đầu tư của tôi với cái mức lãi suất là 7% một năm. Đây là bằng 7%. Vậy thì cái bài toán là bài toán tìm cái số gọi là cái số n này nè, thấy không? Cái chữ n ở trong cái công thức đó đó. Nhưng mà cái này á, nếu mà mình nói về cái công thức của compound á thì sẽ có một cách tính nhanh là 72 chia cho 7 bằng nhiêu? 72 chia 7 10.28. Đấy. Khoảng đâu đó 10.28 năm. Đó là công thức nhanh. Công thức mà double cái khoản tài sản của mình lên đó. Công thức 72. Trong những cái sách mà dạy con làm giàu hay là gì đó, công thức 72. Nghĩa là tôi muốn rằng cái lãi suất cái tài sản của tôi tăng lên gấp đôi với cái mức lãi suất kỳ vọng của tôi là bao nhiêu. Là nó tính theo là, tức là lãi suất kỳ vọng của tôi là 7% một năm. Thì trong vòng 10 năm cái tài sản của tôi sẽ tăng gấp đôi. Nhưng mà nếu mà cái lãi suất của tôi là 15% một năm thì mình lấy là 72 mình chia cho 15. 72 chia cho 15. Thì trong vòng khoảng 4.8 năm là cái tài sản tôi đã tăng lên gấp đôi rồi. Đấy. Được chưa? Nó khoảng đó thôi, mình nhắm nó khoảng được rồi. Đó là công thức 72. Nhưng mà có máy tính này thì mình có thể là tính chính xác của nó được luôn.
Thì cái phải cái công thức 72 này cũng khá là nổi tiếng đấy. Ai mà đầu tư thì chắc chắn là sẽ biết công thức 72 này. Cứ lấy 72 chia tỷ suất phần trăm mà mình mong muốn là sẽ ra được cái số năm mà tài sản của mình sẽ tăng lên gấp đôi. Đấy. Cái này là cách tính về nếu mà tôi định mua nhà, đúng chưa? Và cái khoản cái nhà nó có giá trị là 120.000 đô. Tôi là deposit là tôi trả cho cái ông ngân hàng là 20.000 đô và 20.000 đô rồi, và tôi phải đi vay là 100.000 đô. Đấy. Và cái mortgage là cái khoản vay của tôi á, là tôi phải trả interest là 8% một năm. Tôi trả làm sao cho đó trong vòng 30 năm thì tôi sẽ trả dứt nợ. Đấy, đó là bài toán mortgage của tôi. Thì nó tính được là mỗi tháng, thực tế là mỗi tháng tôi phải trả tiền cho ngân hàng, đúng chưa? Tính được là mỗi tháng là tôi sẽ trả cái mức tiền là bao nhiêu, đúng chưa? Thì cái này là monthly, đúng chưa? Có cái present value ở đây rồi. Present value là 100.000. Future value là 0, bởi vì tôi trả hết nợ rồi. Cái N của tôi là bằng 8% nhân cho 30. Đó, đúng không? À, 30 nhân 12, đúng chưa? Cái kỳ của tôi á sẽ là 30 năm nhân cho 12 là khoảng là 360 kỳ. Đấy. Và cái interest của tôi là 8 chia cho 12, 8 chia 12 là bằng 0.67 gì đó. 8% chia cho 12 0.667. Được chưa? Vậy thì cái thằng này mình sẽ tính được cái BMT là cái giá trị hàng tháng tôi phải trả cho ngân hàng là bao nhiêu. Đấy. Đấy. Ví dụ như là 100.000 đô 8 chia cho 12 lãi suất. Rồi. Tính ra công thức là mỗi năm mỗi nhiều vậy. 100.000 present value tính là được là mỗi tháng là tôi phải trả cho cái ông ngân hàng đó là 733 đô. Thì với cái máy tính này thì tôi sẽ tính ra nhanh ra được là hàng tháng mà tôi phải trả cho ông ngân hàng là 733 đô, với cái bài toán là mortgage, bài toán là đi vay ngân hàng như vậy. Được chưa? Thì cái này khi mà mình học cái môn fixed income thì mình sẽ biết được là trong cái khoảng 733 đô nè, trong khoảng này nó sẽ có là vừa trả principal là trả cái khoảng 100.000 này nè. Đấy, và vừa trả cái khoản lãi suất. Được chưa? Vừa trả principal vừa trả lãi suất. Rồi. Rồi mấy cái bài toán thì sao, thì cái bài này là rất là khó luôn. Nếu mà không có học offline thì không thể giải được. Còn nếu mà mọi người thích thì mình coi thử cái example 21. Đấy, đây là một bài toán planning, đúng chưa? Ví dụ như ông này là ông đang 22 tuổi. Ông planning là ông sẽ retirement ở ngưỡng là 63. Đấy. Thì ông cụ non chưa? Ủa? She hả? Chết. She plan to set là mỗi năm thì sẽ là để dành 2.000 đô
để mà đầu tư trong cái khoảng thời gian là 15 năm. Đấy, có nghĩa là cầm 2.000 đô này sẽ đầu tư trong vòng 15 năm. Và cô ấy muốn nghỉ hưu khi mà có cái mức thu nhập là 100.000 đô mỗi năm. Đấy. How much? First retirement payment, có nghĩa là ông này, có nghĩa là cái chị này chị đi đầu tư. Làm sao mà tới cái kỳ á là 63 tuổi này nè. Chị sẽ rút ra 100.000 đô mỗi năm. Đấy. How much will brand set each year? Để mà T là 16, T in order to achieve her retirement goal. Rồi, chuẩn luôn. Rồi, cái bài toán này là nó nói về cái việc là cái chị này là muốn đầu tư, là đầu tư để mà nghỉ hưu từ tới năm mà 63 tuổi nè, trở về sau á là chị đó muốn rút là 100.000 đô 100.000 đô nữa, nghĩa là mỗi năm là cứ thích rút ra 100.000 đô để mà nghỉ hưu. Là cái T này là ở T là 41, đúng chưa? Đấy. Nhưng mà trước đó là chị đang ở 20 tuổi là T bằng 0. T bằng 0 đây. Chị sẽ đầu tư là 2.000 đô mỗi năm. 2.000 đô mỗi năm ở đây. Xong rồi tới năm thứ 16 thì cái khoản này phải đầu tư bao nhiêu nữa? Cái khoản này nè. Đấy. Cái khoản này chị phải đầu tư bao nhiêu nữa để mà tới năm 63 tuổi này có đủ cái lượng tiền là 100.000 đô mỗi năm để chị nghỉ hưu. Hiểu không? Trong vòng 20 năm. Đấy, chị muốn nghỉ hưu tới năm 83 tuổi trong vòng 20 năm. Đấy, thì bài toán này rất là thạo quần ở trong đó. Thì cái bài giải của nó cũng rất là lăng nhăng, gọi là nó rất là nhiều cái công thức mà đẩy dòng tiền lên xuống rồi tùm lum la hết. Thì có gì là mình sẽ lên xem cái solution của cái example số 21. Được chưa? Đây, bài này là bài thường gọi là ông nội của phần dòng tiền, đúng chưa? Rất là khó đúng không? Nghĩa là đây tôi 2.000 đô mỗi năm đây, đây tôi có một cái future value ở đây. Và tôi phải đầu tư cái dòng tiền cash flow bao nhiêu đây? Tới năm 63 tuổi. Để mà tôi có thể là rút ra được 100.000 đô mỗi năm cho tới năm 83 tuổi. Đó. Đó là bài toán planning về dòng tiền. Được chưa? Ông nội mình mới đầu tư có 2.000 đô mỗi năm thì nó ăn nhầm gì với lại 100.000 đô rút ra này đúng không? Thì tôi phải đầu tư thêm. Đấy. Đầu tư thêm bao nhiêu tiền? Đó là cái bài toán của mình. À, ok. Rồi bài này là cực kỳ châu bò và nó được đánh giá là 5 sao. Và đi thi thì cũng rất là khó để ra, nhưng mà khi mà ra được bài này thì bỏ qua luôn, đừng tính, mất thời gian. Từ khi nào mà có thời gian thì mới tính thôi ha. Rồi được chưa? À, coi như kết thúc bài hôm nay ha. À, tiếp theo đó là sẽ có bài số 7. Ok ha, nghỉ giải lao khoảng 50 phút đi ha.